Thưa quý vị, trong liên tục một tháng qua, việc cảnh sát giao thông tăng cường lập chốt kiểm tra đã làm nóng lên những tranh luận xung quanh về quy định nồng độ cồn là 0mg trên 1 lít khí thở đối với tài xế. Tức là dù chỉ uống một chút xíu cũng sẽ bị xử lý rất nặng. Vậy nhưng nhiều người cho biết họ không hề uống rượu mà chẳng may ăn phải những thực phẩm có thành phần rượu như là sữa chua nếp cầm, nước hoa quả lên men thì tại sao lại xử lý? Hiện đây đang là chủ đề nóng được tranh luận rất sôi nổi trên các hội nhóm về ô tô xe máy. Cụ thể, các chuyên gia công nghệ sinh học cho biết, nhiều thực phẩm chứa tinh bột đường đều có thể dễ dàng chuyển hóa thành ethanol, cồn sau khi tiêu thụ. Hoặc bản thân thực phẩm đã lên men một phần, hình thành ethanol trước khi đưa vào cơ thể. Về lý thuyết, có thể phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở sau khi hấp thụ một số các loại thức ăn, nước uống có chứa hàm lượng nhỏ cồn kể trên. Chỉ một số các sản phẩm lên men là sinh ra rượu. Ví dụ như trà lên men kombucha sẽ có một loại có một tỷ lệ rất nhỏ là rượu có loại thì hoàn toàn không có. Bên cạnh thực phẩm lên men, các loại hoa quả có hàm lượng đường cao khi chín quá đã có một lượng nhỏ ethanol, ví dụ như các loại nước quả ép có thể chứa tới 1% là ethanol. Ngoài ra thì ethanol còn là một tá dược phổ biến trong điều chế thuốc, dùng làm dung môi để tách chiết các hợp chất tự nhiên từ dược liệu. Nên trong các loại thuốc, dạng dung dịch như siroho cũng rất dễ gặp ethanol. Thưa quý vị các chuyên gia cũng cho biết thêm, ethanol có thể đi vào cơ thể qua đường hô hấp thụ động, như là việc tham gia vào các buổi tiệc có sử dụng nhiều rượu bia hay thường xuyên hít phải mùi xăng có pha ethanol. Tuy nhiên thì tất cả các con đường này cũng chỉ dẫn tới mức tăng rất nhỏ ethanol trong máu và hơi thở. Lượng cồn này cũng sẽ nhanh chóng được chuyển hóa và biến mất sau một thời gian ngắn. Nhưng nếu không may, sau khi sử dụng thực phẩm và bị thổi nồng độ cồn thì người điều khiển phương tiện sẽ vẫn bị xử lý theo quy định và hiện đây là vấn đề đang gây ra rất nhiều sự tranh cãi. Thưa quý vị, theo báo cáo từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phía Nam, trong năm 2022, trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã đấu tranh thắng lợi 109 chuyên án, chủ trì phối hợp bắt giữ 7.575 vụ với 18.290 đối tượng tội phạm, thu giữ hơn 1 tấn ma túy các loại. Đây là kết quả mang dấu ấn của lực lượng biên phòng trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Trong năm nay, dự đoán tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, với quyết tâm đạt thành tích cao, toàn lực lượng bộ đội biên phòng sẽ quyết liệt thực hiện tốt công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Công an thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai cho biết, tối ngày 13 tháng 2 năm 2023 đã bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 28,75 gam cần sa tại một quán bar trên địa bàn thị xã. Thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm năm 2023, đặc biệt là tội phạm về ma túy trên địa bàn, đội cảnh sát điều tra công an thị xã Sapa đã tăng cường công tác tuần tra, giả soát, bám nắm địa bàn nhằm phát hiện, kiểm tra, bắt giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đến khoảng 21 giờ 50 phút ngày 13 tháng 2 năm 2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đội cảnh sát điều tra bất ngờ kiểm tra tại quán Y3, địa chỉ tại số 037 Mường Hoa thuộc tổ 7 phường Sapa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, bắt quả tang đối tượng Phạm Anh Sơn, sinh năm 1986, trú tại thôn Hải Sơn 1, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai và Nguyễn Duy Việt, sinh năm 2003, trú tại tổ 4 phường Sapa, thị xã Sapa đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy là cần sa, trọng lượng là 4,3 gram. Tiếp tục khám xét khẩn cấp quán Y3 và các khu vực liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 24,45 gam ma túy cần sa. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thị xã Sapa đã ra quyết định tạm giữ hình sự với đối tượng Phạm Anh Sơn để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án. Thưa quý vị, thuê căn hộ để ở nhưng lại trồng cả cần sa. Ngày 13 tháng 2, công an quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện bắt quả tang tại một căn nhà trên địa bàn phường có trồng nhiều cây thảo mộc nghi là cần sa. Theo đó, qua công tác nắm tình hình quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn phường, vào chiều ngày 13 tháng 2, công an phường Phước Mỹ tiến hành kiểm tra một căn nhà trên đường Phước Mỹ 1, phát hiện có hai khay nhựa chứa loại thảo mộc khô nghi vấn là cần sa cùng một số vật dụng dùng để trồng sử dụng cần sa. Ngôi nhà này do một người nước ngoài thuê để lưu trú từ tháng 6 năm 2022. Tiếp tục kiểm tra tại tầng 3 của căn nhà, phát hiện 3 nhà lồng tự dựng, trong mỗi lồng đều có chứa các chậu cây thảo mộc tươi nghi là cần sa. Ngoài ra, còn phát hiện các khay nhựa chứa 7 cây thảo mộc khô và nhiều trang thiết bị như quạt, đèn, chai lọ đựng hóa chất phục vụ việc trồng cây thảo mộc nêu trên. Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận Sơn Trà và Công an thành phố Đà Nẵng đang phối hợp để làm rõ vụ việc. Theo phản ánh của doanh nghiệp đến chương trình Đường Dây Nóng, thời gian gần đây trên các nền tảng thương mại điện tử giới thiệu bán sản phẩm kẹo sổ mỡ trên bao bì ghi rõ được sản xuất tại công ty Vesco. Đại diện doanh nghiệp này khẳng định đây là hàng giả mạo nguồn gốc xuất xứ, uy tín thương hiệu, không phải là sản phẩm của công ty Vesco. Hành động này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng mà còn gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp. Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của khách về sản phẩm có dấu hiệu mạo danh, Vesco đã tiến hành tìm hiểu và thu thập một số sản phẩm có in ấn địa chỉ của công ty trên trang cá nhân của một số người bán trên mạng xã hội. Trong thời gian tới, doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ những cá nhân tổ chức có dấu hiệu sản xuất và phân phối mặt hàng này đồng thời khuyến cáo người dùng không mua và sử dụng sản phẩm mạo danh công ty Vesco sản xuất. Cùng với đó, khi mua hàng, cần thận trọng, tìm hiểu kỹ, chỉ nên mua tại địa chỉ phân phối uy tín, tránh mua nhầm những sản phẩm giả, kém chất lượng. Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 3 đối tượng cùng chú tại huyện Diễn Châu để tiếp tục điều tra làm rõ về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã. Theo đó, qua nắm tình hình địa bàn, cảnh sát phát hiện tại địa bàn xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu có một số đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán các sản phẩm động vật hoang dã trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Sau một thời gian điều tra, công an huyện Diễn Châu đã làm rõ và bắt ba đối tượng gồm Trương Sĩ Hải, sinh năm 1970, Vũ Văn Thương, sinh năm 1990, cùng chú tại xã Diễn Lâm, Lê Tuấn Minh, sinh năm 1976, trú tại xã Diễn Đoài cùng huyện Diễn Châu về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Tăng vật thu giữ 9 bộ da hổ, một cặp sừng châu rừng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị, chỉ trong một thời gian ngắn, ba đối tượng trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã đột nhập gây ra 10 vụ trộm két sắt tại các đền chùa, nhà thờ trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các vùng phụ cận. Công an Nghệ An đã vào cuộc điều tra, bắt giữ các đối tượng phạm tội. Qua công tác nắm tình hình trong thời gian tháng 12 năm 2022 đến đầu tháng 2 năm 2023, công an huyện Nghi Lộc phát hiện xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các đền chùa, nhà thờ trên địa bàn. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, đến ngày 14 tháng 2 năm 2023, công an huyện Nghi Lộc đã phá thành công chuyên án bắt giữ 4 đối tượng cùng chú tại huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản gồm Đặng Hữu An, sinh năm 2002, chú xã Nghi Trung, Nguyễn Xuân Nghĩa, sinh năm 2004, Đặng Hồng Ân, sinh năm 2008, Đậu Đức Huỳnh, sinh năm 2001, cùng chú thị trấn Quản Hành. Tăng vật thu giữ gồm hơn 20 triệu đồng tiền mặt, 8 két sắt bị cậy phá và các vật chứng tài liệu khác liên quan. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã gây ra 10 vụ trộm két sắt, tổng thiệt hại trên 200 triệu đồng. Quá trình phạm tội, các đối tượng che kín mặt, phân công người cảnh giới và người trực tiếp phá két sắt để lấy trộm tiền. Đốt vàng mã là phong tục của người dân Việt từ trước đến nay, nhất là vào những dịp Tết, lễ hội thì việc đốt vàng mã ở các đền chùa càng diễn ra phổ biến. Thế nhưng, việc đốt vàng mã đang ngày càng trở nên thái quá, không ít người dân vẫn còn quan niệm đốt càng nhiều vàng mã càng được nhiều tài lộc, càng được sự phù trợ của người cõi âm. Thực trạng này hiện không chỉ gián tiếp gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ mà còn gây lãng phí tiền bạc. Đền chợ Củi, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, hàng trăm con ngựa đầy đủ màu sắc, kích cỡ, được bày bán vận chuyển từ các nơi về đây để làm lễ. Tùy vào kích thước to nhỏ, mỗi con ngựa này có giá dao động từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Sau khi được các thầy cúng làm lễ ở mọi nơi trong đền, thì lò hóa vàng là nơi đến cuối cùng của những con ngựa này. Cái gì cũng phải có độ của nó. Vừa phải làm gì cũng quyết tâm không phải đốt nhiều là được. Ngựa Phật và trứng giảm trước cái long thanh là chủ yếu. Với quan niệm đốt càng nhiều vàng mã càng có nhiều tài lộc, ngựa càng ngựa càng to thể hiện lòng thành càng lớn, nên khắp nơi trong đền đâu đâu cũng thấy vàng mã. Từ trong Tết đến nay, có hàng vạn người dân đã đến đền chợ củ để làm lễ, nên lò hóa vàng này không phút nào ngưng lửa. Hàng tỷ đồng mua vàng mã đều bị hóa thành cho tàn. Đột vàng mã, tên đang đột về cái cái ngừa khơi khơi to. Chúng tôi cũng đã chuẩn trình rồi nhưng mà du <laughs> khách về đấy người ta chưa chưa được cho phanh cho tốt lắm. Còn tại đền thờ Quang Hoàng 10, tỉnh Nghệ An, mỗi đoàn vai làm lễ dâng từ 5 đến 6 mâm lớn nhỏ vàng mã, ngựa mã, tràn lan. Nơi hóa vàng lúc nào cũng nghi ngút khói, khiến cho khu đền trở nên ngột ngạt, ô nhiễm khói bụi. Không hẳn là mình càng đốt nhiều vàng mã mà mình có thể là để để tích lũy được nhiều tài lộc cho riêng mình hay cho gia đình mình, mà mình nghĩ rằng là từng ngày từng ngày mỗi con người là nên làm những cái việc tốt, việc thiện. Cái việc mà đốt vàng mã chính là mình vừa lãng phí tiền của, tiền thật lấy tiền thật mà đốt tiền giả nó cũng là cái việc mà lãng phí tiền của có thể cái tiền đấy mình có thể đem đi làm từ thiện chẳng hạn nó cũng sẽ là một cái việc tốt kính mong quý khách tuân thủ quy định không thắp hương trong đền và hạn chế đốt vàng mã bất chấp tiếng loa thông báo hay biển báo người... quy định hạn chế đốt vàng mã thời điểm này lò hóa vàng mã tại các điểm du lịch tâm linh luôn hoạt động hết công suất điều này không chỉ gây lãng phí tiền của mà còn gây ô nhiễm môi trường tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao